Xin chào các bạn đang theo dõi Nghe Nhìn Việt Nam. Và như các bạn cũng biết thì cuối tháng 2 vừa rồi, Oppo vừa cho ra mắt chiếc điện thoại Oppo Reno 5 phiên bản 5G. Và đúng như cái tên gọi, điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm này đó chính là 5G. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng trải nghiệm tốc độ mạng 5G ở trên chính chiếc Oppo Reno 5 5G này nhé. Đầu tiên mình sẽ đo tốc độ mạng 5G với ứng dụng Speedtest. Rồi các bạn có thể nhìn thấy là mình đang sử dụng nhà mạng Viettel Telecom 5G nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem tốc độ mạng 5G với khả năng download là bao nhiêu. Ôi, kết quả rất là ấn tượng luôn. Hiện tại trên màn hình của mình đang là gần 800, hơn 900 mê trên giây rồi. Không biết kết quả cuối cùng là bao nhiêu ta? Ôi, 894 mê trên giây. Và bây giờ sẽ đến với tốc độ upload. Cũng kinh đấy, 120 mê trên giây. Kết quả cuối cùng không biết có cao hơn không. Và kết quả cuối cùng là 121 mê trên giây. Thực ra thì mình cũng đã có những lần test khác với ứng dụng Speedtest, thì mình thấy là kết quả đo được đều rất là ấn tượng và cũng khá là tương đồng. Cả 3 lần thì đều cho tốc độ download là từ khoảng gần 700 mê trên giây cho đến hơn 800 mê trên giây. Và với tốc độ upload thì chúng ta sẽ đạt được là khoảng 100 cho đến 120 mê trên giây. Với những cái kết quả đo được như thế này thì tốc độ mạng 5G là cao gấp 10 cho đến 12 lần so với tốc độ mạng 4G. Lần thứ hai mình test tốc độ mạng 5G trên ứng dụng Fast do Netflix phát triển nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào cùng hồi hộp chờ đợi xem kết quả đo được là bao nhiêu. Wow, kết quả cuối cùng là 170 mê trên giây. Và không giấu gì các bạn là mình cũng đã có rất nhiều lần test lại với ứng dụng Fast này, thì kết quả cho ra cũng rất là tương đồng, khoảng 170 cho đến 190 mê trên giây. Thậm chí có những lần đã đạt được là khoảng 230 mê trên giây. Nhưng rất tiếc mình không quay lại video màn hình mọi người ạ. Tiếp đến thì mình có đo tốc độ mạng 5G vào những cái ứng dụng tác vụ thực tế như là tải game và upload video và download file. Thì mọi người có thể nhìn thấy là thời gian thực tế hiển thị trên màn hình luôn. Tải game với một tựa game là Call of Duty dung lượng gần 2GB chỉ trong vòng chưa tới 2 phút, và upload video cũng như là download video dung lượng là 1,6GB, thời gian thực tế là khoảng 2 phút. Và mình thấy là cái tốc độ upload video và download file cũng rất là nhanh, thậm chí là có thể đôi khi còn nhanh hơn cả tốc độ các bạn sử dụng wifi ở nhà. Cái này thì rất là phù hợp cho những người làm youtuber hoặc là reviewer như mình mà cần đi sự kiện này, quay video, review và muốn upload lên mạng nhanh để bắt kịp với thời đại ý mọi người. Cuối cùng thì mình có trải nghiệm chơi game với mạng 5G. Thực ra thì mình cũng gặp khá nhiều trường hợp khi mà đang chơi rank Liên Quân Mobile và mạng ở nhà thì rất là chập chờn và phải chuyển sang sử dụng dữ liệu di động. Với mạng 5G và đặc biệt là với con chip Snapdragon 765G ở trên chiếc Oppo Reno 5 này thì mình thấy là chơi FPS cao rất là ổn định, và với những pha combat mình không hề bị giật lag. Các bạn có thể nhìn thấy ngay trên màn hình luôn, nên mọi người có thể hoàn toàn đảm bảo về cái việc mà có thể chơi game mọi lúc mọi nơi với mạng 5G nhé. Và qua màn thử tốc độ Speedtest 5G vừa rồi thì các bạn cũng thấy là những thông số rất là ấn tượng đúng không nào? Thực ra thì có thể thấy là bây giờ sử dụng mạng 5G cũng đã khá là dễ dàng ở Việt Nam rồi. Từ các nhà mạng hỗ trợ này, nơi phủ sóng và tất cả các thiết bị trải dài từ phân khúc tầm trung cho đến cao cấp đều có. Tuy nhiên, sử dụng mạng 5G thì lại khá ngốn dung lượng, và điều chúng ta quan tâm là gói cước sẽ như thế nào. Và các bạn đã có ai trải nghiệm tốc độ mạng 5G chưa? Nếu rồi thì các bạn trải nghiệm trên thiết bị nào? Hãy comment chia sẻ ý kiến cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!